Hello em Quang, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Hôm nay em Quang lại về được một con Kia Sedona. Con này đặc biệt hiếm nha quý anh chị. Con Kia Sedona bản Signature. Con này sản xuất 2021 nha quý anh chị. Con này còn bảo hành hãng tới 2024 mới hết nhé. Sản xuất 2021, xe đi 39.000 km. Con này bản Signature thì nó có thêm hai ghế massage. Kịch của Dạ. Hay, có mấy anh trai ở Hải Phòng mới vô ghé xem em vừa về thì mấy anh trai mới nghe tin thì cũng đang ở sẵn trong Hồ Chí Minh, anh trai ghé xem luôn. Bye bye anh. À, con này bản limousine, bản signature thì có hai ghế massage giữa nha quý anh chị, và nội thất cũng là da hai màu, không giống như xe Kia Sedona bản full hoặc là bản thiếu, chỉ có ghế da một màu thôi. Cốp thì cũng là cốp chính điện, tất cả thì giống nhau hoàn toàn nhé. Khác hai ghế massage giữa thôi, hai ghế này vừa massage vừa có chỉnh điện, có sạc không dây và cổng USB luôn nhé quý anh chị. Cổng sạc USB đây, có làm mát ghế, xoay ghế, massage ghế. Xe đi 39.000 km. Đây em quay quý anh chị xem trong nội thất nhé. Cũng là máy dầu động cơ 2.2, con này đi cực kỳ tiết kiệm nha quý anh chị. Con này đi khoảng 7 lít 8 lít 100 km thôi. 7 lít 8 lít là trong phố nha quý anh chị, còn đi ngoài đường, ngoài đô thị á, thì khoảng 6 lít thôi, 6 lít mấy thôi. Tại động cơ 2.2 rất tiết kiệm mà. Động cơ 2.2 hộp số 8 cấp. Đây, nội thất xe này vừa về vẫn chưa dọn nha quý anh chị. Xe này đi hơi nhiều nhưng mà được chủ xe rất là giữ xe nhé, tại vì xe công ty mà, chở toàn cassette Đài Loan thôi nên xe rất là sạch. Con này biển kiểm soát Hồ Chí Minh. Quý anh chị nào về Hồ Chí Minh thì đỡ khoảng 20 triệu tiền biển số nhé. Và giá xe em đang bán con này 1 tỷ 098 triệu. Và đặc biệt con này rất là hiếm ở thị trường nha quý anh chị. Ngoài thị trường quý anh chị không có kiếm được xe Sedona bản Signature đâu, bản full thì nhiều. Hiếm cực hiếm nhé, chị như em nhớ đâu đó như có chỉ có vài chục xe thôi. Vài chục xe hay là trăm 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 mấy chục xe thôi. Kích thước mâm thì cũng bằng Sedona ấy nhé, Sedona bản full mấy con khác nhé, là mâm 18 inch. Con này quý anh chị nào mua vay qua ngân hàng thì vẫn được hỗ trợ vay khoảng 700 triệu nha quý anh chị, 700 700 mấy gì đó. Quý anh chị trả trước khoảng 400 400 450 là nhận được xe rồi. Với mức lãi suất bi hiện nay thì ngân hàng nào cũng giống nhau thôi. Khoảng khoảng 13.2% trên năm, khoảng rơi vô tầm 1% trên tháng nha quý anh chị. Đây, quý anh chị xem cần số mới này. Gỗ lăng đây. Vâng, clip của em thì cũng loanh quanh như đó thôi, giới thiệu như đó thôi. Còn quý chị nào đang tham khảo dòng này thì liên hệ em theo số điện thoại em nhé. Giờ số điện thoại em để dưới mô tả hoặc là bấm lại giúp em là 037 765 2627. Xe mở 389 quốc lộ 13 nha quý chị, thì Bình Phước, quận Thủ Đức. Em cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi clip của em. Hẹn gặp lại quý anh chị ở clip sau.